Các bạn thân mến, hiện tại thì bây giờ chị đang có mặt ở đây cùng với các em rồi đây. Không biết là các bạn của chị có nghe rõ hay là không? Tại vì ngày hôm nay như đã hẹn thì chị sẽ có mặt cùng với các bạn ở trong buổi livestream này đúng không ạ? Và bây giờ thì chị đang có mặt ở đây cùng với các em rồi đây. Không biết là các bạn đã lên hay là chưa? Ngày hôm nay có một cái hình thức phát livestream khá là mới mẻ và chị hy vọng rằng là với cái hình thức phát này thì sẽ giúp cho các bạn nhỏ của chị dễ dàng hơn trong việc chúng ta học văn cùng với nhau. Ok không ạ? Em có thấy chị không nhỉ? Đợi chị một chút xíu nhá, để chị sẽ mở một cái bản, một cái file Word mới cho các em. Đợi chị nha, đợi chị một chút để chị mở cái bản Word mới cho các bạn. Ok, các em ơi, các bạn có nghe rõ không? Các em có nghe rõ không ạ? Em có nghe rõ không nhở? À, đợi chị, để chị xem ở trên này để xem các bạn đã xem được chưa ấy. Ok, chị đã nhìn thấy ở đây có 109 bạn đang xem rồi. Các bạn nghe âm thanh có ổn không ạ? Tại vì là ngày hôm qua thì các bạn ấy than phiền với chị nhiều quá, rằng là chị ơi, em không nhìn rõ. Thế nên là ngày hôm nay chị đã gọi là quyết định là phát trực tiếp như thế này cùng với các bạn. Và chị rất là hy vọng là các em đã có thể lên xem phần livestream rồi. Hiện tại bây giờ thì chị đang phát trực tiếp theo hình thức như này. Chị hiên streamer à, mấy cái đứa này. Thấy chị hiện đại hơn rồi đúng không? Các bạn thấy chị hiện đại hơn rồi đúng không? Rồi, ok. Rõ rồi đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Được không ạ? Chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà đợi một chút xíu, để chúng ta sẽ lên khoảng hơn 200 bạn đi. Bởi vì chị sợ là các bạn ấy chưa có vào ấy. Thế nên là chúng mình sẽ đợi các bạn ấy một chút xíu nhá. Được không? Rồi, chúng ta sẽ cùng đợi nhau một chút. Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngày hôm nay với nhau. Được không ạ? Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với chị nhá. Như đã nói, ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục tổng ôn và chúng ta sẽ cùng với nhau đi hết về phần thơ và phần văn xuôi. Trong đó cái mảng đầu tiên mà chị sẽ cùng khám phá với các bạn đó chính là mảng truyện ngắn, được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Trước tiên là chị biết rồi, chị sẽ mua một cái mic mới, được không ạ? Sẽ cố gắng rồi. Các em nghe rõ là tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về mảng thơ, đúng không? Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ. Và có một cái tác phẩm mà chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu đó chính là gì nhỉ? À, chúng ta có một cái bài thơ. Đợi chị một chút nhé, để chị set up cái điện thoại này cho chị dễ nhìn đấy. Chị có thể nhìn thấy các bạn comment cái gì, được không ạ? Rồi, ok, chị có thể nhìn thấy các bạn đang comment cái gì đây để chị có thể giải đáp cho các em được. Hôm nay xịn quá. Trời đất ơi. Thế à, người thì thích như hôm qua, người thì bảo là hôm nay tiện hơn, thì chị không biết là phải như thế nào thì mới vừa lòng các bạn. Thôi thì cứ như thế này nhá, tạm thời thế nhá. Chúng ta sẽ có tác phẩm thơ và cụ thể ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài thơ đầu tiên. Đó là bài thơ Việt Bắc. Hôm qua thì chắc chắn là các bạn vẫn còn nhớ chúng mình đã cùng với nhau tổng ôn về hai cái tác phẩm. Thứ nhất là gì nhỉ? À, thứ nhất là chúng mình có về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và thứ hai là chúng mình có gì nhỉ? À, thứ hai là chúng mình có tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái bài thơ ở đây, đó chính là bài thơ Việt Bắc. Và bây giờ thì chị sẽ cùng với các bạn chia sẻ với các bạn về bài thơ này các em nhá. À, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài thơ Việt Bắc. Và tất nhiên rồi, những cái mảng kiến thức mà chúng ta vẫn phải đi cùng với nhau trước tiên, đó là về tác giả. Ok không nào? Trước tiên là về tác giả nhá, được chưa? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị ở đây. Đây, chị sẽ cùng với các bạn, ok, chị sẽ cho cỡ chữ to một chút nhá, để cho các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn ở trên này, được không ạ? Ok chưa nào? Các em đã thấy chưa? Chị có nhìn thấy hết các bạn, chị có nhìn thấy, được không ạ? Tôi cho chị cái lap ra đây. Chị có nhìn thấy các bạn, chị có nhìn thấy các bạn ở đây rồi. À, các em sẽ đợi chị một chút xíu nhá. Đây,
Ok chưa? Mở cái driver kiến thức nền giúp chị. Rồi ok. Đây, chị đã tăng về cỡ chữ rồi cho các bạn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu cái mảng kiến thức đầu tiên mà chúng ta có ở đây với nhau. Đó chính là gì? Đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả trước. Và cụ thể nhà thơ mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay ở đây, đó chính là nhà thơ gì? Nhà thơ Tố Hữu. Được không ạ? Ok chưa? Được chưa nào? Chị để mức bình thường là được rồi à? Ok nhá, các bạn ơi, chúng mình có ở đây tác giả mà chị đang muốn chia sẻ với các bạn ở trong phần livestream ngày hôm nay. Đó là một nhà thơ đã từng tâm sự rằng là tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình. Đã viết về đất nước, về nhân dân của mình như nói với người đàn bà yêu. Và nhà thơ đó thì cũng đã từng khẳng định rằng thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng. Chính xác, người nghệ sĩ mà chị muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay một trong những cái tác phẩm khá là quan trọng, đó chính là bài thơ gì ạ? Đó chính là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tô Hữu. Không nào? Em ơi, nói về nhà thơ Tô Hữu theo các bạn thì các bạn sẽ nhớ tới những cụm từ gì ạ? Em sẽ nhớ tới những cụm từ gì? Các bạn nhỏ của chị sẽ nhớ tới những cụm từ gì ạ? Chúng ta có tác phẩm Việt Bắc ở đây, một bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Tô Hữu. Trước tiên chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm kiếm, tìm hiểu về phần một nhỏ tác giả trước nhé. Và đương nhiên rồi, chị sẽ cùng với các bạn khám phá những cái keyword ở trong đây. Ok chưa nào? Rồi, các bạn thân mến, trước tiên chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn ở đây ạ. Nhà thơ Tố Hữu gắn với thứ nhất, cụm từ đầu tiên có lẽ phải nhắc với nhau, đó chính là từ cách mạng. Phải không ạ? Tại sao chị lại nói rằng từ cách mạng là một cái cụm từ mà rất là phù hợp để gắn với nhà thơ này? Bởi lẽ Tố Hữu là một nhà thơ chặng đường thơ luôn song hành cùng chặng đường cách. Được không ạ? Chặng đường thơ luôn song hành cùng với chặng đường cách mạng. Và chúng ta có thể thấy rằng là đây là một trong những cái đặc điểm mà các bạn nhất định phải nhớ khi đề cập tới nhà thơ Tô Hữu giúp cho chị. Được không ạ? Đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng nếu như để dùng một cụm từ để nói về Tô Hữu, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đó chính là nhà thơ chiến sĩ. Nhớ điều này giúp chị nhé. Rồi chúng ta có một cái đặc điểm nữa mà các bạn cũng nhớ giúp chị, đó chính là về giọng thơ. Thì chúng ta có giọng thơ gì nhỉ? Trữ tình chính trị. Và hãy nhớ giúp chị cái này nhé. Giọng thơ trữ tình chính trị. Nhiều bạn thì băn khoăn tự hỏi rằng là trữ tình chính trị thì có nghĩa là gì? À các bạn ơi, hiểu một cách rất là đơn giản thì chúng ta có thể thấy rằng là giọng thơ trữ tình chính trị ở đây chúng ta có thể chia ra làm hai ý nhỏ. Nào, đợi chị một chút xíu nha. Rồi, đầu tiên chúng ta có trước tiên là gì nhỉ? Trước tiên là trữ tình. Trữ tình có nghĩa là bản thân nhà thơ Tố Hữu luôn luôn là một nhà thơ thì gì ạ? Luôn luôn là một nhà thơ mà hướng ngòi bút của mình về gì ạ? À, hướng ngòi bút của mình về những sự kiện quan trọng. Và đó là những sự kiện liên quan tới cách mạng. Lịch sử. Cách mạng. Lịch sử. Ok không nào? Thế nên người ta nói rằng là đây chính là gì ạ? Đây chính là nhà thơ mang trong mình giọng thơ trữ tình chính trị và ngòi bút của mình thì luôn luôn hướng về những cái vấn đề trọng đại của dân tộc liên quan tới cách mạng, liên quan tới lịch sử. Được không ạ? Thêm vào đó thì, chị rất là xin lỗi nhá, thế mà không có bạn nào phát hiện ra cả. Chị đang nói ở đây là chính trị trước, trời đất ạ, vẫn rất hồn nhiên xem. Tại sao có những cái lỗi của chị như thế mà các bạn lại không, em lại không biết nhờ, đúng không? Rồi, ôi, chị cảm thấy nóng quá. Rồi, chúng ta có chữ chính trị rồi này. Tiếp tục chúng ta có chữ tình. Viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc. Nhưng mà sao ạ? Viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc nhưng mà lại liên quan tới gì? Viết vào đây không nhìn thấy được à? Đợi. Đợi chị, đợi chị. Chị sẽ kéo lên để các bạn có thể nhìn được. Ok chưa? Đợi chị, đợi chị. Em định nói mấy cái đứa này. Sao không nói luôn đi mà đến lúc chị phát hiện ra rồi thì mới lại bảo là em định nói. Đúng là
Rồi, định nói ha ha. Được chưa, được chưa? Rồi, ok rồi đấy, đúng không? Rồi, chị cũng sẽ căn chỉnh được. Ngày hôm nay thì tiếp cận với một cái gọi là kỹ thuật mới, thế nên là cũng băn khoăn nhiều lắm. Hy vọng là sẽ sớm gọi là cập nhật được với cái livestream xịn sò như thế này để có thể giúp cho các bạn có những cái hình dung tốt hơn nhá, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nói tới cái vấn đề đó là vấn đề chính trị. À, chữ chữ tình ở đây đó là giọng thơ thủ thỉ tâm tình, nhớ điều này nhé, giọng thơ thủ thỉ tâm tình, đây chính là vấn đề mà chị muốn đề cập với các bạn, được không ạ? À, chúng ta thấy rằng là bản thân nhà thơ Tố Hữu là một nhà thơ như thế nào nhỉ? Bản thân nhà thơ Tố Hữu là một nhà thơ mà cả cuộc đời của mình gắn liền với cuộc đời cách mạng, nhưng không thể nào phủ nhận rằng đây là một người nghệ sĩ sinh ra ở mảnh đất Huế. Có lẽ chính bởi việc sinh ra ở mảnh đất Huế như vậy mà chúng ta thấy rằng bản thân nhà thơ Tố Hữu luôn luôn viết thơ bằng một giọng điệu thủ thỉ tâm tình. Tôi vẫn còn nhớ rằng có một nhà thơ đã từng chia sẻ rằng muốn thơ hay, muốn có thơ hay trước hết phải tạo lấy tình. Thế nên là các bạn cũng sẽ cân nhắc điều này giúp chị nhá. Hãy ghi nhớ điều này giúp chị nhá. Chúng ta thấy rằng giọng thơ của nhà thơ Tố Hữu, chị muốn nói một chút tới hồn thơ của nhà thơ này, được không ạ? Bao giờ cũng vậy, trong những cái cảm xúc mà bản thân nhà thơ Tố Hữu truyền tải ở đây luôn luôn là sự sôi nổi, lạc quan. Quả thực giống như là Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết ở trong những vần thơ của mình ấy. Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp, mây núi trăng hoa, mây gió trăng hoa, tuyết núi sông. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Có lẽ bởi thấm nhuần tư tưởng của cách mạng, thế nên người nghệ sĩ ban đầu bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi, đã quyết định chuyển mình và giác ngộ cách mạng để rồi trong tiếng reo vui từ ấy. Chúng ta có thể nhìn thấy một điều rằng là bản thân nhà thơ này, bản thân nhà thơ Tố Hữu đã thực sự có một cái cú lộn ngược dòng quay lại rất ngoạn mục để rồi không phải là còn bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước nữa, mà bây giờ tôi đã lựa chọn được lý tưởng của riêng bản thân tôi rồi và tôi sẽ sống hết mình cho lý tưởng của riêng tôi. Không nào? Rồi, các bạn nhìn nhá, chúng ta có ở đây hồn thơ vô cùng sôi nổi, lạc quan, được không ạ? À, đó là về nhà thơ Tố Hữu, chị biết là còn rất là nhiều thứ nữa mà chúng ta hoàn toàn có thể đề cập về nhà thơ. Nhưng mà tạm thời thì với những thứ như thế này, chị nghĩ là các bạn cũng có thể đã viết được một cái đoạn hoàn chỉnh ở trong luận điểm 1, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng ở trong mở bài rồi. Thế nên chúng ta sẽ tạm dừng cái phần về nhà thơ Tố Hữu tại đây nhá. Chị sẽ dùng một cái khái quát về nhà thơ này để các bạn có được định hình. Đó là bản thân nhà thơ Tố Hữu được coi là lá cờ đầu. Lá cờ đầu của thơ ca cách mạng. Lá cờ đầu của thơ ca cách mạng. Được chưa nào? Hãy nhớ điều này giúp chị nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 nhỏ, đó là về phần tác phẩm. Hai nhỏ. Tác phẩm. Chúng ta có phần tác phẩm ở đây ạ, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Trước tiên, hoàn cảnh sáng tác. Có một số keyword muốn lưu ý với các bạn. Thứ nhất, 1954. Thứ hai, Geneva. Chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ. Thứ hai, Geneva. Thứ ba, chúng ta có gì ạ? Rồi, cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc. Đây, các bạn thân mến, đây sẽ là những cái keyword mà chị sẽ cùng khám phá với các bạn. Ok chưa nào? Rồi đây nhá, trên đây nhá. Ok chưa ạ? Rồi, các bạn nhìn trên này, chúng ta có ở đây là gì ạ? À, chúng ta có ở đây là về tác phẩm này. Thứ nhất, chúng ta có hoàn cảnh sáng tác. Tại sao chị nói với các bạn là các em nên ghi nhớ những cái keyword này? Bởi vì chỉ cần nhớ được những keyword này thì các bạn đã hoàn toàn có thể gọi là làm chủ được việc là chúng ta sẽ nhớ được về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Nói một cách đơn giản, bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ra đời vào năm 1954. Đây là thời điểm mà nhân dân ta giành được thắng lợi ở trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và điều này thì buộc Pháp đã phải ký với ta, ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta về Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở miền Bắc và rút khỏi vấn đề, được không ạ? À, chúng ta thấy rằng là cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc trong cái buổi chia tay, bởi vì lúc đó thì cán bộ cách mạng phải rời xa thủ đô Hà Nội, rời xa thủ đô gì ạ? Thủ đô kháng chiến là Việt Bắc lúc bấy giờ, để trở về với thủ đô Hà Nội, thủ đô của sao vàng Lăng Ba Đình. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là nhân cái sự kiện lịch sử đó mang cái tính vô cùng trọng đại như vậy thì nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc.
Thế nên cũng có thể hiểu đây chính là khúc tình ca, cuộc chia ly giữa người đi và kẻ ở. Tôi vẫn còn nhớ rằng là có một người nghệ sĩ đã từng viết trong tác phẩm của mình: phút chia tay, ta chỉ nắm tay mình, lời chưa nói thì bàn tay đã nói, mình đi rồi hơi ấm còn ở lại, còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Và quả thực là bài thơ Việt Bắc, đây là một trong những tác phẩm được coi là gì ạ? Đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu. Và cũng được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Các bạn nhớ giúp chị nhé. Ok chưa nào? Em nhớ giúp chị về điều này nhé. Ok chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần quan trọng nhất ở trong buổi ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích. Các bạn thân mến, về cơ bản, nói về bài thơ Việt Bắc thì các bạn cũng sẽ lưu ý cho chị một số những điều như sau. Chị nghĩ rằng chỉ cần làm chủ được điều này thì các em cũng sẽ rất là dễ dàng trong việc phân tích bài thơ này.